Quân, hãy đem giam cổ thạch xuyên vào ngục tối, để rạng sáng ngày mai đưa thiên kiều về Mông Cổ. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Hà khắc thiên kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này sẽ phải chịu một tình hình kinh khiếp nhất. Cổ thạch xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu ta nên về lại với quê. Kìa, A Khắc thiên kiều, không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, mà người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Trời ơi, em yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, yêu nhau là có tội phải không anh?
con yêu nhau không bao giờ có tôi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong một thứ gì yêu quý nhất.